chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Mega TT của mình. Nói thiệt, một tháng đó mình nghĩ là mình quên luôn cái cách chọn của bạn. Nói thiệt. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Một tháng à? Không, hơn một tháng rồi mình đã không ra video về từ cái video mà cái sự mất mát trong cái năm 2020. Và như các bạn cũng đã thấy là bây giờ năm nay là năm 2021 rồi. Đã chuẩn bị cái đến Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Đán của cái năm Tết Tân Sửu 2021 này. Và mình mong là trong năm nay á, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn so với năm 2020. Và cũng như từ cái đại dịch Covid-19, mình mong là cả trên toàn thế giới sẽ kiểm soát được và đẩy lùi được bệnh này mãi mãi. Mình không nói nhiều nữa, thì mình sẽ đi thẳng vào vấn đề chính đây. Thì như các bạn cũng biết thì năm nay là cái năm mới, năm 2021 là năm Tân Sửu, là một cái năm kiểu như là đắc bắt đầu cho một cái thập niên mới. Là như hai năm 2020 là cái năm cuối cùng của cái một thập niên, là từ năm 2010 cho đến năm 2020 là một thập kỷ rồi á. Là năm 2024 này là tiếp tục thêm một cái thập kỷ mới nữa. Mình mong là cái thập kỷ này á, nó sẽ tốt đẹp hơn. Và cũng như là trên kênh mình á, thì cũng như là trong năm mới này á, thì cũng sẽ những cái thay đổi nhất định. Chứ như đặc biệt nhất thì không kể đến chính là cái không gian mình quay video. Thì thay vì trong năm nay á, những năm trước thay vì mình quay mình ngồi một góc mà mình quay video cho các bạn xem, thì mình sẽ chú trọng về cái chuyện mà đi ra ngoài quay video cho các bạn xem nhiều hơn. Cũng như là mình cũng quay, nói chung là mình ra ngoài mình quay video cho các bạn xem cũng nhiều. Rồi giờ mình sẽ nói luôn nha. Thì cái trong tuần này á, thì sau video này là khoảng là 2-3 ngày thì mình sẽ làm một cái video giống như là những video chúc mừng năm mới khác. Đó là đốt pháo bông. Đó, hấp dẫn chưa? Đó thì cái chuyện này thì cũng khá là bình thường. Từng cái những cái video đầu trong năm 2019 rồi thì mình đã đăng những video mà đốt pháo bông rồi, để đón Tết năm 2019 lúc đó. Và cả năm ngoái là năm 2020 thì mình đã từng làm cái video, nhưng thực ra là cái video đó là do có một số vấn đề trong mạng của nhà mình, cho nên mình đã phải bắt buộc mình phải xóa cái video đó thôi. Cho nên là cái bức ảnh để đại diện cho cái video đó thì mình đã bị mất rồi. Đó, mình thấy là cái lúc đó rất là tiếc. Và năm nay, năm 2021 thì như những năm trước thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm cái video mà đốt pháo. Nhưng lần này không phải đốt pháo đằng sân hay là đằng trước nhà mình nữa, mà lần này mình sẽ đốt đằng sau nhà của mình. Và đặc biệt nha, là đằng sau nhà mình chính là biển, và mình sẽ đốt pháo ngay trên bờ. Đó, là mình ngay trong đêm. Thật sự là mình đã làm cái pháo này rất là cao. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái pháo mà mình đã từng làm đây. Mình đã chuẩn bị làm sẵn các bạn xem. Đây là cái pháo mà mình đã từng làm nè, mình đã chuẩn bị sẵn trước đây nè. Đấy, có cái bông gì, pháo bông trên đây, và cả cái bột than, bột diêm rồi đồ trong đây mình đã chuẩn bị hết rồi á. Đó thì mình mong là mình cảm thấy là rất là mong chờ cho nó cái lúc mà mình đốt pháo bông này. Đó, và tiếp theo á, là như hồi nãy mình nói là sau này á, thì mình sẽ làm video về bên ngoài nhiều hơn. Thì mình cứ cắm cuối trên cái bài này mà mình làm video nó rất là chán. Đó, và nhắm cái tin mừng luôn cho các bạn luôn, đó là cái video mà hướng dẫn tìm hiểu app Wanda của mình á. Hiện tại nó vẫn không tăng, nó không ngừng tăng lên cái lượng view trên video đó. Thì bây giờ cái video đó đang hơn là 1.800 view đó, mình thật sự rất là mừng. Đó, cái video đó là ban đầu á, là khỏi là cái lúc từ mình đăng á, thì video đó cũng không được nhiều view cho lắm. Nhưng mà từ những cái người quen hay là người thân của mình á, mà biết được cái chị mình làm video này á, thì kiếm là kiểu sao mình cũng biết, mà tại sao cái lúc đó mình xem cái video đó á, thì thật sự là cái lượng view rất là cao. Thậm chí là cái lượt like á, là khoảng là 25 người, sau đó lượt dislike thì chỉ có 5 người thôi, gấp 5 lần cái lượng dislike á. Nó vậy, cái lượng người like á, nó gấp 5 lần so với người lượng dislike. Sự đó tin mừng cho mình. Và tiếp theo là một tin buồn nữa cho các bạn nghe. Thì trên kênh Gamer Tình Lịch Sử á, thì mình nghĩ là trong vòng 2 tháng mình quay video trên kênh đó 2 tháng thôi, là mình sẽ chính thức
dẫn cái chuyện mà làm video game Tour Ship Rock. Thì lý do thì tại vì cái kênh đó mình làm game game Tour Ship Rock thôi. Cộng thêm là việc rất ít người biết đến cái kênh thứ hai này, cho nên mình nghĩ là cái chủ đề này không phù hợp cho các bạn. Cho nên mình sẽ khỏi là mình chỉ cần quay quay video trong 2 tháng nữa thôi, mình sẽ chính thức chấm dứt cái chuyện quay video về game Jurassic World đi, và mình sẽ chuyển sang chủ đề mới. Nhưng mà cái chuyện chủ đề mới thì mình vẫn chưa tính đến. Tiếp theo á, chính là cái series Thế Giới Công Nghệ. Đó thì lý do tại sao mà mình lại ra video lâu trên thế này thì mình vẫn nói cho các bạn trên Facebook của mình á, thì là do trong nhà mình á thì trước đó có phát sinh một vài vấn đề, cho nên á thì mình đã ngưng cái chuyện làm video trong một tháng rồi, và bây giờ mình đang ngồi đây và quay cho các bạn xem cái video thông báo này đó. Và bây giờ mình đang chuẩn bị tính toán để chuẩn bị ra cái tập 2 cho Thế Giới Công Nghệ, nhưng mà vẫn còn đang qua trong quá trình làm. Thật sự là cái thế giới công nghệ này á, nó rất là lâu, là từ cái chuyện mà thu giọng âm thanh là đồ, nói chung là các kiểu cái công đoạn là thực sự nó rất là tốn dung lượng, các bạn hiểu không? Đó, mình mong là sau khi mình ra tập 2 là mong mình sẽ nhận được sự chào đón một cách nồng nhiệt nhất từ cái series mới này. Hiện tại là các bạn hiện tại là mình đang ra tập 1 rồi, nên nếu bạn nào mà chưa nắm rõ cái nội dung về cái series Thế Giới Công Nghệ, để bạn hãy xem vào cái phần mô tả của cái tập 1 series Thế Giới Công Nghệ và cái tin cuối cùng nữa. Thì đó, chính là trong tuần này á, thì như mình nói là mình sẽ ra cái video mà đốt pháo bông này trong 2 ngày, cách video này là trong 2 ngày. Đó là cái ngày này, hình như là ngày thứ 5 tuần này nè, mình sẽ ra cái video đốt pháo này nè, đúng tối luôn mình sẽ đốt đó. Thì bởi vậy á, thì những cái video trước là đa phần mình hay đốt pháo vào những ngày cận kề những Tết, đặc biệt là sau gì trước ngày Tết thôi, tức là nhảy qua ngày tiếp theo là Tết, là đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán luôn đó. Cho nên là tối đó là mình sẽ đốt video, mình sẽ làm video để đốt cái này. Mình mong là cái này nó sẽ rất là đẹp đó, tại vì nó viên cái khúc này nè. Thế vì mấy cục mình nhỏ nên mấy cái nắp chai á, mấy cục nó nhỏ, kiểu như cho dù nó có đẹp đi nhưng mà nó không, kiểu như là vẫn chưa có thỏa mãn gì đối với mình lắm. Cho nên mình sẽ chơi thẳng một cục lớn như nè, mình không quan tâm là nó sao, mình chỉ cần quan tâm nó đẹp nó hết sức. Ngoài ra mình có cho luôn cả một thêm trong đây này, không biết có được không nữa đó, mình không nói nhiều nữa đó. Thì như mình nói thì trong tương lai mình sẽ đang rồi mình làm video nhiều hơn, chứ thay vì mình cắm cuối mình làm quên mất là trong cái video mình đốt pháo này nè, thì như mình nói là mình sẽ đằng sau biển, đằng sau nhà mình á, mà trong đó đằng sau nhà mình chính là biển, nó rất là đẹp đó, nó cũng như là vì một cái bờ biển đồ, nó nói chung là cũng view cũng khá là chill á. Cho nên á là sau khi mình làm xong cái video đốt pháo này á, là trong Tết Nguyên Đán là cộng thêm mấy ngày trước á, là mình mấy ngày sau đó là mình sẽ làm một cái video, một vài video là kiểu như làm vài cái series giống như là hướng dẫn chơi game đồ. Nói chung là mình vẫn theo những cái chủ đề mà mình đã lập ra trong cái kênh này đó. Thì bây giờ là mình đã hết chuyện để nói cho các bạn rồi, thì ok, mình có lẽ sẽ tạm dừng video này, sẽ ngừng vào video này. Và nếu bạn nào thấy hay á, giống như bình thường là để lại comment ở phía dưới phần bình luận, và nhớ like video này, share video, subscribe ba kênh của mình và ấn nút chuông để nhận những video mới nhất từ kênh của mình nha. Đó, cái kênh của mình đang 166 đăng ký, thì chỉ cần là khoảng 300 người đăng ký thôi, mình sẽ chính thức thành lập cái kênh Mega TNT Nightmare của mình, kênh thứ ba là chuyên về tâm linh. Mình mong các bạn sẽ đón chờ những video sau này của mình. Mình mong chắc chắn những video này sẽ làm các bạn thích thú hơn nhiều. Ok, cảm ơn các bạn nha.